Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thu hoạch rau húng quế nha các bạn. Các bạn nhìn rau húng quế nhà mình nè. Đó, nó gần trổ bông rồi. Nè, có những cái nó lấm tấm trổ bông rồi nè. Cho nên là mình sẽ cắt chứ để không kịp nha các bạn. Rồi, mình sẽ cắt bỏ vào trong cái khay này. Cái này gọi là mình tỉa các bạn. Đó, mình tỉa như thế này nè. Đó, mình tạm thời để đây ha. Tỉa để cho chừa lại hai cái nhánh ngang để cho nó tiếp tục nó lên. Còn cái cây mình cắt á, mình chừa lại như thế này thôi đó, để cho nó còn chỗ nó đâm chồi lên tiếp tục. Cái cây nào mà nhỏ quá thì mình sẽ không cắt nha. Lên cho cái chỗ này, lên cái chỗ mà cắt cắt đây. Nè, lấy qua cái này rồi cắt cái con cây qua cái này thì mình sẽ tỉa hai cái cây trong ha. Đó, mình chừa lại bốn cái nhánh này. Đó, mình chừa lại bốn cái nhánh này cho nó tiếp tục lên nha. Tại vì mình không tỉa là mình sợ nó trổ bông các bạn. Nè. Với lại cái cây này á, tỉa xong như vậy là bỏ vào trong cái dĩa là nó hợp lý luôn á, nó vừa hợp lý luôn. Thế mình để cho nó cao nữa là khi mà bán cho người ta thì người ta phải cắt cái gốc đi nữa các bạn. Đó, chừa lại như thế này nè các bạn. Tỉa như thế này thì hơi bị lâu công, hơi bị nhiều nha các bạn nha. Một ký hơi bị lâu luôn á. Đó, mình tỉa mấy cái gốc như thế này. Đó, mình chừa lại như đây. Tiếp tục thôi. Kéo này nó hơi bị lột rồi các bạn, nên là cắt nó hơi bị chật ruột nè. Đây cắt mình cứ sợ là nó bị già các bạn, bị già lên bông. Cái rau quế mà lên bông là nó mất giá trị của cái cây quế nha. Nên là mình phải cắt kịp thời. Không biết mọi người trồng có khó khăn không mọi người. Không, mình trồng á, mình cảm thấy rất là khó khăn. Rất là khó khăn mới được một cái cây rau. Để một ngày làm một ký rau á không đơn giản thế nào luôn các bạn. Một ký rau rất là gì, rất vất vả luôn. Bởi vậy khi mà mình trồng được rồi, mình rất là quý cái sản phẩm của mình trồng ra.
cái mùi quế nó thơm thấy sợ luôn, thơm một cái mùi rất là dễ thương, thèm phở quá. Tại vì mình sáng mình dậy mình nấu cơm rồi. Nấu cơm để cho các bé nó ăn cơm, đi học. Mình rất thích cái cảm giác được thu hoạch như thế này các bạn. Mỗi ngày được ra thu hoạch như thế này nè, được hưởng hết cái không khí trong lành nè, rất là thích luôn. Các bạn không biết là có thích cái không khí trong lành không? Này, cái mùi húng quế này cũng nhận nó thơm thiệt á, nó thơm cái mùi rất là đặc biệt. Cây này bị khuyết tật thì gãy ngang thì xong nó lại nhảy đọt nữa. Trồng được một cái ký rau mình cảm thấy rất là vui luôn các bạn. Đi cái thân chính á, nhìn thấy mấy cái này nó yếu ớt ghê luôn các bạn. Hả? Cắt đi những cái thân chính rồi, nhìn những cái nhánh đây nè, nhìn nó yếu ớt mỏng manh dễ thương quá. Rồi bây giờ mình sẽ cân rau nha các bạn nha. Đây. Đây được 1 ký rau rồi nè các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi ra cho khách nha. Đó, thu hoạch 1 ký rau húng quế, thu hoạch được là đã đời luôn nha các bạn. Trồng rất là vất vả luôn nha. Rồi, hy vọng là các bạn sẽ theo dõi kênh và ủng hộ Như Tuyết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.